cầm nó nhẹ tênh ấy, còn cái viên xịn bên anh ấy nặng cái gấp đôi. Bởi vì là cái pin mà cái bên mình đặt ở trên Shopee là cái gì? Cầm đấy thôi. Nhưng mà cái này pin xanh. Nó khác nhau nhưng nó cùng loại đấy, hàng chính hãng. Hàng chính hãng nào phải? Đây đây em lấy tận nhà mà. Cái hàng mà. Vâng vâng. Với quan trọng khi mà kiểm tra về cái pin mà nó nháy nháy giống như kiểu ấy, nó ảnh hưởng đến cái chân của cái đấy là cái chân tiếp xúc đấy, để em sẽ xử lý cho anh. Tình trạng này nó vậy không? Đây cái này thì cái này nháy thì vâng, cái chỗ tân chân tiếp xúc này thôi. À cái đèn trạng thái này thì cái đèn đấy kiểu nó thế đấy, nó phải nháy như thế. Vâng, pin anh bảo hành 1 năm à? Pin thì một tháng, chỉ bảo hành 1 tháng thôi. 1 tháng. Vâng. Nhưng mà chất lượng ấy, pin zin của nó luôn đấy. Hết rồi, lắp pin mới vào hết rồi. Vâng, nó hiện cái vừa rồi đấy. Vâng, em biết rồi. Vâng vâng rồi em về em thử xem. Vâng 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 vâng. Thì đây là hậu quả của việc dùng vâng, vâng. Cái quả pin hàng Shopee, hàng nhái, hàng fake. Vâng vâng. Đây vâng, nó vâng. Không đúng điện áp, nó làm cho nổ này, chập cháy, cháy cả bên trong. Vâng. Thì nữa là dùng cái gì đây, cái gọi là cái chổi cạnh fake. Cái chổi này thì gắn nó không khít, làm cho cái trục này. Ừ. Thì đây là cái chổi xịn này. Cái chổi xịn nó có đường may chỉ, đường khung rồi nó có bằng cao su nó mới đàn hồi được, vâng, mới tràn sát được ở dưới này. Cái này là nhựa nhá. Vâng, cả số này của em rồi. Mua lâu rồi, xin về xin trả sau.